Tóm tắt nhanh tiểu sử 10 vị thủ tướng chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 đến nay. Một, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Sen hay làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, người là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Tóm tắt cuộc đời hoạt động cách mạng, từ năm 1890 đến năm 1911, thời thơ ấu và thanh niên của Hồ Chí Minh. Từ năm 1911 đến năm 1920, Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam. Năm 1920 đến năm 1924, Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ năm 1924 đến năm 1930, người sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ năm 1930 đến năm 1945, người tổ chức và lãnh đạo cách mạng tháng 8 thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ năm 1946 đến năm 1954, người tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Từ năm 1954 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, trái tim của người ngừng đập, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, người là Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân, đồng bào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Liên hiệp lâm thời, Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính phủ mới từ sau ngày 3 tháng 11 năm 1946 đến đầu năm 1955, Chủ tịch nước Chính phủ mở rộng từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 1. 2. Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng sinh năm 1906, mất năm 2000, quê quán tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tóm tắt quá trình công tác. Năm 1926, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cuối năm 1927, về nước, tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn. Đến năm 1929, được cử vào Kỳ bộ Thanh niên Nam Kỳ, sau đó vào Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 5 năm 1929, đi Hương Cảng dự đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sau đó về Sài Gòn hoạt động cách mạng. Tháng 7 năm 1929, bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù, đày ra Côn Đảo. Tháng 7 năm 1936, ra tù về Hà Nội tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 5 năm 1940, sang Côn Minh gặp Nguyễn Ái Quốc. Tại đây, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ về nước xây dựng căn cứ cách mạng ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Tháng 8 năm 1945, tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, được bầu vào Ủy ban Thường trực, gồm 5 người thuộc Ủy ban Dân tộc Giải phóng, chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập, giữ chức Bộ trưởng Tài chính, Phó trưởng Ban Thường vụ Quốc hội khóa 1. Tháng 6 năm 1946, trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Fontainebleau, Pháp, khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ, đồng chí được cử làm đại diện của Đảng và Chính phủ tại miền Nam Trung Bộ. Năm 1947, được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Ủy viên chính thức từ năm 1949, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Tháng 7 năm 1949, tại Đại hội lần thứ 2 Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1951, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Năm 1954, trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Geneva về Đông Dương. Từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 2 năm 1961, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ năm 1955 đến năm 1981, Thủ tướng Chính phủ. Năm 1981 đến năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, người là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ mở rộng. Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 2, 3, 4, 5, 6. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 7. 3. Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Kiến trúc sư, nhà hoạt động cách mạng Huỳnh Tấn Phát, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại Bến Tre, thường gọi là Sáu Phát, Tám Chí, quê làng Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thuở nhỏ, học ở Sài Gòn, tốt nghiệp trung học. Năm 1933, ra Hà Nội thi vào học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ngành kiến trúc.
Năm 1938, tốt nghiệp thủ khoa kiến trúc sư, ông về Sài Gòn làm việc tại văn phòng kiến trúc sư Chatrau, người Pháp. Tại đây, ông thiết kế các công trình xây dựng tầm cỡ ở Sài Gòn, được giới kiến trúc, thiết kế đồ án xây dựng khâm phục. Năm 1940, ông mở văn phòng kiến trúc riêng, tự thiết kế một số công trình xây dựng ở Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, Đà Lạt, Sài Gòn. Năm 1941, ông đoạt giải thiết kế khu trung tâm hội chợ triển lãm Đông Dương do Toàn quyền Đông Dương tổ chức tại Sài Gòn. Năm 1943, ông xin phép tiếp tục xuất bản báo Thanh Niên do ông đứng tên chủ nhiệm. Chính trong giai đoạn này, tờ Thanh Niên xuất hiện trên sinh hoạt báo chí Sài Gòn, trở nên sống động hơn bao giờ hết. Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia khởi nghĩa ở Sài Gòn. Ngày 1 tháng 6 năm 1946, ông đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 1, đơn vị tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Sau Hiệp định Geneva, ông ở lại hoạt động nội thành Sài Gòn, công khai làm việc tại văn phòng kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiện. Tại đây, ông đoạt nhiều giải về nghệ thuật thiết kế. Những năm 60, ông thoát ly ra vùng giải phóng, là thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Năm 1968, làm Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam ở chiến khu Lộc Ninh, nay thuộc tỉnh Bình Phước. Sau ngày thống nhất đất nước, ông được cử làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và chỉ đạo thiết kế các đề án xây dựng, quy hoạch các thành phố lớn Việt Nam. Ông mất năm 1989, thọ 76 tuổi, được Nhà nước Việt Nam tặng nhiều huân chương cao quý. 4. Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8. Đồng chí Phạm Hùng, sinh năm 1912, mất năm 1998, quê quán tại xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Tóm tắt quá trình công tác, từ năm 1928 đến năm 1930, hoạt động trong Nam Kỳ, học sinh Liên Hiệp Hội, vào Thanh niên Cộng sản Đoàn, vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được bầu vào tỉnh ủy Mỹ Tho. Từ tháng 8 năm 1930, bị bắt, bị kết án tử hình, đày ra nhà tù Côn Đảo. Từ năm 1945 đến năm 1951, được cử làm Bí thư xứ ủy, Ủy viên Thường vụ xứ ủy chính thức. Từ năm 1951, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 năm 1951, được bầu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Từ tháng 9 năm 1952, làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Bí thư phân liên khu ủy miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1956, tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2 được bầu vào Bộ Chính trị. Từ năm 1958 đến năm 1966, trưởng Ban Thống nhất Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp, chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, trưởng Ban Tài mậu của Trung ương Đảng. Tại Đại hội 3 của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ năm 1967 đến năm 1975, làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam, chính ủy các lực lượng vũ trang miền Nam. Đến chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, được cử làm chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch. Từ tháng 6 năm 1976, được Quốc hội khóa 6 bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 2 năm 1980, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội 4, Đại hội 5 và Đại hội 6 của Đảng được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ năm 1987 đến năm 1988, được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. 5. Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8. Đồng chí Đỗ Mười, sinh năm 1917, mất năm 2018, quê quán tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tóm tắt quá trình công tác, là một thanh niên yêu nước sớm giác ngộ cách mạng, năm 19 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động trong phong trào mặt trận bình dân. Năm 1939, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù giam tại Hỏa Lò, Hà Nội. Tháng 3 năm 1945, đồng chí vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia tỉnh ủy Hà Đông, trực tiếp lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Đông. Sau tháng 8 năm 1945, đồng chí giữ chức bí thư tỉnh ủy Hà Đông. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Đỗ Mười lần lượt đảm nhận các công tác khác nhau tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Liên Khu 3, bí thư tỉnh ủy Hà Nam, bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Nam Định, khu ủy viên khu 3 kiêm bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, phó bí thư Liên Khu ủy 3 kiêm phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên Khu 3, chính ủy Bộ Tư lệnh Liên Khu 3, bí thư khu ủy Tả Ngạn sông Hồng kiêm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính và chính ủy Bộ Tư lệnh khu Tả Ngạn sông Hồng. Năm 1955, đồng chí là bí thư thành ủy kiêm chủ tịch Ủy ban quân chính thành phố Hải Phòng.
theo Hội nghị Trung ương lần thứ 7, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 2. Năm 1956, đồng chí được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội thương. Năm 1958, đồng chí được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 2 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Đỗ Mười được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ năm 1961 đến năm 1969, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái đoàn Thanh tra của Chính phủ. Từ năm 1969 đến năm 1971, đồng chí được cử giữ chức Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Phủ Thủ tướng. Năm 1971, đồng chí được bầu là đại biểu Quốc hội khóa 4, được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản. Từ tháng 6 năm 1973 đến tháng 11 năm 1977, đồng chí được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đại biểu Quốc hội khóa 5, 6. Tháng 12 năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng, đồng chí Đỗ Mười được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 1976-1981. Tháng 7 năm 1981, đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 7 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 3 năm 1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 8. Tháng 6 năm 1988, Quốc hội khóa 8 bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 và 8, đồng chí Đỗ Mười được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 9. Tháng 12 năm 1997, đồng chí Đỗ Mười được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa 8, được cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. 6. Võ Văn Kiệt. Họ tên đầy đủ là Phan Văn Hòa, ông có bí danh là Sáu Dân, quê quán tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1940 đến năm 1950, tham gia khởi nghĩa ở Vũng Liêm, tham gia cướp chính quyền ở Rạch Giá, sau đó là Thường vụ Tỉnh ủy và Phó Bí thư Tỉnh ủy. Từ năm 1950 đến năm 1959, Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, xứ ủy viên, Phó Bí thư Liên Tỉnh ủy Hậu Giang. Từ năm 1959, Bí thư Khu ủy Tây 4. Tại Đại hội 3 của Đảng, được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1972 là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ năm 1971 đến năm 1973, Bí thư Khu ủy Khu 9. Từ năm 1973 đến năm 1975, về Trung ương Cục, Bí thư Đảng ủy đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn, sau đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Từ tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng. Từ năm 1991 đến năm 1997, làm Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội 7 và Đại hội 8, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 12 năm 1997, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 8, được cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông là quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 8, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9. 7. Phan Văn Khải. Họ tên đầy đủ là Phan Văn Khải, ông có bí danh là Sáu Khải, quê quán tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1947 đến năm 1954, tham gia đội thiếu nhi xã, Ủy viên Ban chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn, công tác văn thư Tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Gia Định. Từ năm 1955 đến năm 1965, tham gia công tác giảm tô, cải cách ruộng đất,
học văn hóa ở trường bổ túc Công Đông Trung ương và học Đại học Kinh tế Quốc dân Moscow Liên Xô. Từ tháng 6 năm 1965 đến năm 1971, phó phòng, trưởng phòng của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Từ năm 1972 đến năm 1975, cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam. Năm 1973, vào chiến trường B2. Năm 1974, ra Hà Nội làm vụ phó vụ kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất. Từ năm 1976 đến năm 1980, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1981 đến năm 1984, phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đại hội 5 của Đảng, được bầu làm ủy viên dự khuyết và tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7, được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ năm 1985 đến tháng 3 năm 1989, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đại hội 6, được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 8 năm 1991, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Từ năm 1991, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại đại hội 7 và đại hội 8, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 7 năm 2006, được Quốc hội khóa 10 và khóa 11 bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Tại đại hội 9 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông là Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 10, khóa 11. 8. Nguyễn Tấn Dũng. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949, quê quán tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 11 năm 1961 đến tháng 9 năm 1981, tham gia quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ, bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khóa của bác sĩ quân y và đã qua các cấp bậc, chức vụ, tiểu đội bậc trưởng, trung đội bậc trưởng, đại đội bậc phó, đại đội bậc trưởng, đội trưởng đội phẫu thuật, đại đội trưởng và chính trị viên trưởng đại đội quân y. Học khóa sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn, trung đoàn bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ. Thượng úy, chính trị viên trưởng tiểu đoàn bộ binh 207 và đại úy, chủ nhiệm chính trị trung đoàn bộ binh 152 chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia. Thiếu tá, trưởng ban cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 10 năm 1981 đến tháng 12 năm 1994, học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội và lần lượt qua các chức vụ tỉnh ủy viên, phó ban tổ chức tỉnh ủy Kiên Giang, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang, bí thư huyện ủy Hà Tiên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Kiên Giang, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9. Tháng 6 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, được bầu ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, được bầu là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 5 năm 1996, Thứ trưởng Bộ Công an, đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. Tháng 6 năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997, trưởng Ban Kinh tế Trung ương và phụ trách công tác tài chính của Đảng. Tháng 9 năm 1997, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 10, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm nhiệm các chức vụ, Chủ tịch Hội đồng Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm, Chủ tịch Hội đồng Đặc xá Trung ương và Trưởng Ban Chỉ đạo một số công tác khác. Tháng 5 năm 1998 đến tháng 12 năm 1999, kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Tháng 4 năm 2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 10-11. Tháng 8 năm 2002, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 11, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.
ngày 27 tháng 6 năm 2006, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 11 được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28 tháng 7 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tháng 7 năm 2006, Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ kiêm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về giáo dục, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Trưởng Tiểu ban Xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa 11. Từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 9. Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tóm tắt quá trình công tác. Từ năm 1966 đến năm 1968, lên chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo. Từ năm 1978 đến năm 1979, cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, bí thư đảng ủy cơ quan, đảng ủy viên đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2, học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Năm 1993 đến năm 1996, giám đốc Sở Du lịch, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị khu du lịch Furama Đà Nẵng, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 15 và khóa 16, học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 1997 đến năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và khóa 18, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2001 đến năm 2004, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 18, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 11, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2004 đến năm 2006, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách Quốc hội khóa 11. Tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 6 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đồng chí được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, tại cuộc họp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đồng ý cho đồng chí thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. 10. Phạm Minh Chính. Đồng chí Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958,
quê quán tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 1 năm 1985 đến tháng 8 năm 1987, cán bộ tình báo phòng 6, cục tình báo thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an. Tháng 8 năm 1987 đến tháng 1 năm 1989, cán bộ tình báo cụm tình báo phía Nam, cục tình báo thuộc Tổng cục An ninh Bộ Công an. Tháng 1 năm 1989 đến tháng 1 năm 1990, cán bộ tình báo cục tình báo phía Nam thuộc Tổng cục tình báo Bộ Công an. Tháng 1 năm 1990 đến tháng 3 năm 1991, cán bộ tình báo cục Âu Mỹ thuộc Tổng cục tình báo Bộ Công an. Tháng 3 năm 1991 đến tháng 11 năm 1994, cán bộ Bộ Ngoại giao, bí thư thứ 3 rồi bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Romania. Tháng 11 năm 1994 đến tháng 5 năm 1999, cán bộ tình báo, phó trưởng phòng Cục tình báo châu Âu thuộc Tổng cục tình báo Bộ Công an, cán bộ tổ thư ký lãnh đạo Bộ Công an thuộc Văn phòng Bộ Công an. Tháng 5 năm 1999 đến tháng 5 năm 2006, phó cục trưởng, quyền cục trưởng rồi cục trưởng Cục tình báo kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường, Tổng cục tình báo Bộ Công an. Tháng 5 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009, phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo phụ trách tình báo kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường thuộc Bộ Công an. Tháng 12 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010, phó tổng cục trưởng phụ trách rồi tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần kỹ thuật Bộ Công an. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an phụ trách lĩnh vực hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học, công nghệ, môi trường của Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, ủy viên Đảng ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Tháng 2 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó trưởng Ban tổ chức Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bầu là ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương khóa 12, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương khóa 12, phụ trách Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản của Quốc hội khóa 14. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa 13. Ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, đồng chí được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, được Quốc hội bầu tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ điển lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!